ăn dinh dưỡng, chúng ta có cơ hội chúng ta ngồi được 2 tiếng, chúng ta ngồi 2 lần, thì như vậy trong những ngày tiếp theo về sau ấy, chúng ta sẽ nhờ cái duyên như vậy chúng ta mới ngồi nhiều được. Mà ngồi nhiều thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ khai thác được cái dosha của mình và cái sức khỏe, chắc chắn là chúng ta sẽ có và rồi ngoài cái sức khỏe ra chúng ta còn có một cái sống rất là an vui, sống rất là lạc quan yêu đời, chúng ta sống rất là bình tĩnh với tất cả mọi cái công việc nó xảy ra cho chúng ta, cho dù đó là cái nghịch cảnh gì đi chăng nữa chúng ta cũng vẫn bình tĩnh để rồi chúng ta nhập vào với cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, thì đến lúc đó cái bình an nó sẽ đến với chúng ta. Đó là cái hay của mỗi chị em mình. Và rồi để giữ được cái luân xa cho cái điều thứ ba đó là chúng ta không nhờ những cái người cấp thấp đặt tay vào cho luân xa của mình. Tuy rằng mình học cấp cao rồi nhưng mà cố gắng hiểu rằng chúng ta học cao là chúng ta càng thấp lại. Chúng ta học cái lớp càng cao chúng ta càng thấp lại, và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nghĩ mình là mới bắt đầu, mới bắt đầu thôi, thì chúng ta mới không có vướng vào cái trở ngại làm cho chúng ta dừng cái lương xa. Rồi bên cạnh đó sáng tôi cũng đã chia sẻ về cái vấn đề không để cho thầy bùa thầy ngại trị cho chúng ta. Như vậy thì trước đây khi đến môn học chúng ta có đi thầy bùa thầy ngải xin cái bùa để uống vào, xin cái phép để giữ vào, thì trước đây thì không có sao, nhưng mà khi chúng ta có cái luân xa rồi tiếp tục như vậy thì có khả năng cái luân xa chúng ta nó sẽ trở ngại, cho nên tốt nhất chúng ta không tiếp tục nữa. Bây giờ chúng ta có khả năng để phục hồi sức khỏe của mình nhờ cái luân xa, chúng ta chỉ an tâm chúng ta ngồi. Nếu như không vượt qua thì chúng ta nhờ những cái người đi trước á, họ hỗ trợ cho mình. Đấy, tin chắc rằng cái hỗ trợ như vậy nó sẽ giúp cho mình, nhất là trong cái lớp bán dinh dưỡng này nó rất là tốt. Anh em nào mà chưa có được cái kết quả thực sự á, cái thân bệnh của mình nó chưa giải quyết được á, thì thỉnh thoảng thường xuyên chúng ta đến cái lớp bán dinh dưỡng, thì cái lớp bán dinh dưỡng sẽ giúp cho mình ngoài cái lực mình trực tiếp thu vào mà gọi là cái nội lực đó, nha, rồi cái năng lực mà người khác họ đặt tay họ giúp cho mình gọi là cái ngoại lực đó, thì nó sẽ giúp được cho mình chắn là sức khỏe chúng ta nó cải thiện rất là tốt. Rồi chúng ta học chúng ta cũng biết rồi, mình có thân là mình phải bệnh đâu chắc chắn, nhưng mà chúng ta nhờ cái luân xa khai mở, chúng ta tập với một cái lòng tin tuyệt đối thì chắc chắn cái bệnh gì nó cũng giải quyết được cho mình. Chỉ có một cái mình làm sai mọi cái nên mới không có cái kết quả mà thôi. Cho nên tôi thấy 10 người học thì sinh học là có 6 người đã giải quyết được cái thân bệnh mình rồi, chỉ còn có 4 người là do mình đa số làm sai cái quy trình đó, rồi do mình cứ tất bật với cái việc riêng hàng ngày của mình, rồi cái lòng tin mình chưa đủ, lòng tin chưa đủ cứ ngồi mà suy nghĩ là uống thuốc vô nó sẽ hết đau, mà mình ngồi hoài nó cứ đau hoài, bởi vì mình ngồi chưa đủ năng lực cho nên nó chưa hết đau thôi đó. Cho nên với cái thói quen là trước đây đau là uống thuốc vô, cho nên chúng ta biết cái uống thuốc đó, nó là con dao hai lưỡi. Đúng là như vậy, nó sẽ giúp cho mình hết đau, nhưng có một cái điều nó sẽ làm cho mình sẽ bị những cái đau khác mà gọi là phản ứng phụ. Những người họ làm thuốc họ bán cho mình, họ đâu có nói cho đó thuốc nó là con dao hai lưỡi, nó giúp mình rồi nó cũng có thể hại mình đó. Thôi thì đó cũng là cái duyên thôi. Ở đây chúng tôi chỉ nói về cái sức khỏe của mình.